rửa thêm đi. Có mấy cái chén mà rửa tới rửa lui hoài không xong nữa. Anh ăn xả ra xôm vậy nó dơ hết rồi nè. Dơ thì dọn đi. Rồi đó. Rồi sao? Sắp tới cái khúc khổ rồi phải không? Ngày nào cũng diễn cái cảnh này hoài à. Tôi nói cho cô nghe nha, tôi cũng bầu bì qua rồi đây nè. Mình có bầu á thì mình phải chịu khó vận động làm công chuyện cho nó dễ sanh dễ đẻ chứ. Ai nhờ mình làm đó là mình phải vui vẻ lên, đẻ ra cái đứa nhỏ, cái mặt nó mới tươi tắn, đâu mà chầm chầm chịu bự như vậy. Không hiểu nổi. Ra lấy hàng em chị Thi ơi. Gì nữa vậy trời, mới tắm mà kêu đi ra nhận hàng. Vậy nữa, sao người em re vậy? Ra nhận giùm đi kìa. Ủa, kêu chị ra hả? Ủa chứ không để tôi trời. Trả lấy hàng mấy em chị Thi ơi. Con sao vậy hả? Mình là chị dâu, là chị ở trong nhà mà. Em nó ngồi nó mắc kẹt ở trong đây thì chịu khó đứng lên đi ra. Đi đi cho nó dễ sanh dễ đẻ. Anh đi lẹ đi. Nhìn cho chiếc dép bên đầu bây giờ. Lẹ đi, nó kêu nhức đầu á. Bầu thôi mà làm cái ghê vậy đó. Lòng dữ à ta. Ê trời 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 à, bà đứng đây tụi em làm thế à. Bầu bì đi nguy hiểm lắm nè. À của chị Thi. Ờ tôi tên Thanh, tôi lấy giùm Thi em của tôi. Ha vậy thôi cũng được đây. Dạ. Cho chị 200. Lấy coi gói hàng làm cái giống gì lâu dữ vậy không biết nè. Đi theo tao ra coi. Ồ cái này là chưa có thanh toán hả anh? Dạ chưa ai trả tiền cho em hết. Ờ cái gì đứng ra bên kia coi. Đi ở trong đó ra đây có mấy bước hả? Lâu lắc, mò. Còn một nguyên một cái thao chén nè. Rồi cái nhà nữa. Ăn đồ đổ rớt rơi tùm lum chưa lao. Muốn cho tôi đi tôi té chịu mới chịu phải không? Ừ, dạ con không có ý đó. À con xin lỗi con chen ngang nha. Nhưng mà chỉ bầu bì vậy hả? Đúng là mình phải cho chị nghỉ ngơi chứ ta. Chứ để cho chị làm nhiều vậy là có chuyện gì nguy hiểm lắm á cô. Ôi thằng kia, chuyện của gia đình tao mắc mớ gì tới mày? Tào lao. Lo đi giao hàng đi mày. Vô chổng này rồi. Mẹ. Tao ghét gì chuyện lắm nha mày. Lấy xong vô lại nè mày. Còn mày nữa. Tao đừng tao đó. Ê, mày ơi. Ôi, anh thông cảm đi. Ừ. Ôi nè, tôi gửi tiền cho anh rồi, tôi cảm ơn anh nha. À. Trời ơi. Cái nhà gì toàn thứ dữ không? Ủa? Chị ơi! Chị! Ủa? Chị Thanh! Ủa? Anh Tính? Anh đi giao hàng gần đây hả? Dạ đúng rồi! Em mới giao hàng cho anh ăn ở của em nè! Ủa? Bà bầu bị bụng to vậy? Nhà đó còn bắt bà đi chợ xách đồ nặng nề vậy hả? Trời nắng nữa! Giờ về đi! Đồ này á tôi trở về thôi ha. Rồi bắt cho bà chiếc xe bà đi về cho khỏe. Tôi cảm ơn anh Tính nha. Anh là người xa lạ, nhìn tôi mà anh còn sót như vậy. Còn cả gia đình chồng tôi, họ ác với tôi lắm. Tôi bầu 9 tháng rồi sắp đẻ rồi mà không được nghỉ ngơi ngày nào hết. À vậy thôi chị về nhà cha mẹ đẻ ở đi, chứ ở bên này cay nghiệt vậy á, sống sao bệnh. Tôi tứ cố vô thân, có thân một mình à, không có biết đi đâu đâu anh. Bởi vậy gia đình chồng tôi mới khinh tôi. Họ coi tôi còn thua người ở nữa. Dạ. Thôi chị giữ sức khỏe nha, bình tĩnh mới lo cho con được nha. Bây giờ tôi đặt xe cho chị về. Thấy chị ha. Dạ tôi cũng muốn. Kêu mày đi chợ. Mày đây đàn đúng với trai hả? À, mày. Nè cái nội, vợ không có bầu á, không biết đâu được câu chuyện quýnh về vậy sao được. À, dạ. Chị Thanh Thanh, đừng sao Thanh. Đau bụng quá. Alo, cấp cứu hả? Cảm ơn anh nha. Hồi sáng này, nếu không có anh, chắc là tôi không có giữ được đứa con này đâu á. Thôi, chị bình tĩnh, đừng có xúc động quá, không có tốt cho em bé. Bây giờ chị ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi xuống công ty mua cho chị tô cháo. Ừ.
Alo. Mày đi đâu mà tới tới hùng như vậy cũng chưa chịu về nữa hả? Tao nghe thằng chồng mày nó nói á, mày đi ra ngoài đường lấy bậy lấy bạ ngoài đường đó, cái thứ đàn bà con gái gì đâu á, bầu bì như vậy à, mà còn lăn lòn chắc nết nữa. Bà đừng có quá đáng nha. Nếu mà sáng này á không có gì thằng con trai của bà, tôi mé một chút nữa là mất đi đứa con này rồi đó. Từ nay về sau tôi không bao giờ quay lại đó nữa đâu. Bên đó gọi hả? Thôi chị nín đi, bây giờ chị khóc lóc cũng không ai bên cạnh gì hết á. Chị phải thiệt là bình tĩnh. Việc của chị bây giờ là phải nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt để sinh con. Tôi sẽ tìm cho chị một cái nhà để chị ở, từ từ sinh con rồi tính nghe. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn dễ gì, chị nghỉ ngơi đi, đi mua cháo. Tường Thanh đâu rồi? Mày đem thằng nhỏ ra mày trả cho tao chưa? Mày hay quá ha. Mày đặt mày âm thầm mày đi sanh đẻ một mình mày hả? Mày trốn khỏi tao không hả mày? Mày có ra không hả? Mày mà không ra tao vô lo cái đầu mày ra đó. Sao mấy người vô được đây hả? Đây tao kiếm được chỗ của mày rồi. Khốn hồn, trả thằng nhỏ đây nếu không đừng có trách nha. Đúng là khốn nạn. Cả gia đình của các người không xứng đáng có con cháu đâu. Khỏi đời. Đúng. Để ra trả lời hả? Bà im cái miệng bà lại. Nhìn cái gì? Xích ra xíu rồi. Ở đâu song song với nhà người ta vậy? Muốn kiếm con cháu của mấy người hả? Đúng chỗ mà kiếm. Nó nằm trong cái hũ cốt rồi. Nghe rõ chưa? Nói cái gì vậy hả? Cháu nội của tao làm gì mà nằm trong hũ cốt? Mày tính đánh tôi hả? Đánh tôi được gì? Bà mới hỏi gì? Cháu bà tại sao chết? Nó chết vì chính thằng cha nó giết nó đó. Giờ mấy ngày định mệnh thằng cha nó tát cho mẹ nó một cái, để rồi mẹ nó ngã xuống ảnh hưởng tới nó, giờ nó ra đi mãi mãi. Chó, mày dám nhắc nữa hả? Mẹ, chính thằng này nè đang đối với nhỏ này đó. Chính nó hả? Đập cái luôn đi. Mày thích tao không hả? Tư cách gì mà bước vô nhà này rồi đánh người hả? Tôi nói cho bà biết, ngay thời điểm hiện tại tôi có thể kiện hai mẹ con bà ra tòa vì tội xâm nhập với kiểu bất hợp pháp. Gia con nhiên những tội lỗi khác nữa kìa. Những tội lỗi mà bà làm cho Thanh thì quá là nhiều. Sao? Bây giờ hai người tự về hay đợi tôi mời công an xuống? Cung! Mày hay lắm. Bà Thanh, con nhỏ nó có khóc không? Nãy giờ tôi la quá trời luôn, có khi nào nó khóc không? Không đâu, thức giấc có một cái là la khóc banh cái nhà này luôn đó. Cái nết của bà quá trời quá đất đi, thiệt luôn á. Rồi thôi vậy là được rồi. Giờ là chắc cái bên đó nó không dám qua đây nữa đâu. Thiệt luôn, tự nhiên giúp bạn chị cái tôi qua, tôi có kinh nghiệm làm cha mốt của vợ khỏe. Chị cảm ơn Tính nhiều nha. Cũng may là có Tính, từ giờ hai mẹ con có thể sống yên bình, không có sợ mấy người đó làm phiền nữa. Vậy là tôi vui rồi. Bà tối ngày cứ cảm ơn hoài. Nên nhớ tôi Tính shipper. Vậy với Tính shipper không có gì khó, tôi đi giao hàng á. Sẵn có gì lát tôi ghé mua cho nó hộp sữa. Được chưa nghe? Thôi cảm ơn Tính nha.